Số lần trước nhiều này, 2 cộng 3 5. Rồi con này đi. 3 cộng 5 8. 2 tháng con. Rồi ok. Chọn. Lần đây. Ba cộng 12. Rồi. 6 cộng 4. 6 cộng 4. 7. Ok, 2 tháng. Ừ, trời ơi. Rồi. Là đê, là đê. 6, 8. Ta phải tính nha. Bảy cộng mấy ông mười? Ba. Ba cộng mấy ông sáu? Ba. Rồi tổng bao nhiêu? Ba. Ai thắng? Ok. Mà em thắng được bạn nào nhỉ? Tất tay đi con. Quy là 12. Bao nhiêu? Biết là không sao. Ok, hai tháng. Bố, rồi. Con đầu tiên con biết là con thua. Mười. Nào, 4 cộng 11. Cái này nhắm không phải ghi. 15, đợt lại đi. 13. Bằng 15. 12 cộng 13 bằng 15. 12 cộng 13 bằng 25. Rồi, 2 tháng. Rồi. Như này, nhanh. Ôi, mình sẽ nó khổ rồi, vừa chơi vừa học. Đã đi con. 5 cộng 6. Đặt bút đi. Dẹo ơi. 5 cộng mấy ông 10? Rồi 5 cộng mấy ông 6? Tổng cộng bao nhiêu? 11. Rồi. Cậu bố là 1 cộng 2? 3. Ok, ai thắng? Con. Ok. Chết phù nhiều quá nhỉ. Là đây. 2 cộng 9? Ok. 11 cộng 3 bằng bao nhiêu? 11 cộng 3. Đã được chưa? Đã được chưa? Bằng bao nhiêu? Ok. Đã được chưa? Được rồi. Đây, cô chia. Chó. 7 cộng 4.
Nhiều. Kệ nó tự làm được nhá. Rồi, lần ba đi con. Mười. Ai thắng? Năm cộng chín. Mẹ cũng đã ăn được chưa? Lần chưa đấy là mẹ. Năm cộng chín là bao nhiêu? 21 à? Năm cộng chín là 21 á? Tôi nhảy xuống á. Sai, đặt bút ra đây. Nhảy xuống á. Mẹ ơi, ở đây có còn một. Không sao cả, đặt bút ra đây. Bận hết bài rồi. Đó, con cả bài xuống luôn. Lên. Con cứ trèo ở đây. Úc vào đây. Con cứ trèo ở đây.